Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì nhắc đến laptop sẽ có laptop văn phòng này, laptop gaming, laptop doanh nhân khá là phổ biến. Thế nhưng mà laptop thiên về workstation thì thực sự là có rất ít hãng làm. Và Dell thì đã dành riêng một phân khúc laptop với tên gọi là Dell Workstation. Và với mức giá là hơn 38 triệu thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem là Dell Mobile Precision Workstation 3551 có những gì nhé. Vẫn là màu xám quen thuộc của Dell, thiết kế đơn giản với logo Dell đặt ở chính giữa, vô cùng hài hòa và hợp với tổng thể máy. Toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm, cầm rất là đầm tay và chắc chắn, và vì là dòng chuyên dụng nên là ưu tiên sự bền bỉ. Khi mở máy ra thì bản lề cho chất lượng sử dụng rất là tốt này, không bị đung đưa khi sử dụng. Với bản lề này thì các bạn sẽ phải dùng hai tay mới có thể mở được. Và một điểm đặc biệt trên chiếc bản lề này đó chính là phần màn hình có thể mở ra được một góc là 180 độ, cực kỳ phù hợp khi các bạn trao đổi thông tin với cả người đối diện. Mở máy ra thì chúng ta sẽ tiếp cận được phần màn hình. Thì khi nhìn vào màn hình này thì mình có cảm giác là có sự đặc biệt riêng của sản phẩm khi có sự đối xứng giữa hai cạnh trên và dưới và hai cạnh hai bên. Độ mỏng bằng nhau này vẫn đáp ứng được thẩm mỹ, không bị cắt giảm đi. Webcam mà thậm chí còn được cải tiến thêm. Phần webcam này thì được phủ một lớp kính bảo vệ và dùng để đảm bảo tính bảo mật hơn thì các bạn có thể gạt cái tấm gạt ngay ở trên phía webcam này. Cảm giác khi sử dụng thì các bạn chỉ cần gạt nhẹ thôi, vô cùng linh hoạt và chuyển động cực kỳ mượt trên chiếc chai webcam này. Màn hình thì có chất lượng hiển thị rất là tốt này, màn hình thì sẽ phù hợp với nhu cầu mình nghĩ là làm việc thiên về màu sắc. Màn hình này thì sẽ là màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Phần bàn phím thì sẽ được trang bị bàn phím full size, khoảng cách giữa các phím xa chắc chắn các bạn không thể nào bấm nhầm được. Tuy nhiên kích thước lại hơi nhỏ so với các dòng laptop phổ thông khác của Dell. Thì đây là một mẫu laptop hiếm hoi được trang bị checkpoint. Cá nhân mình thì mình rất là thích dùng checkpoint thay vì touchpad vì độ chính xác cao hơn, không bị ảnh hưởng bởi mồ hôi tay quá là nhiều. Khung bàn phím thì siêu vững chãi, kể cả khi các bạn có ấn mạnh cũng không có bất kỳ hiện tượng xê dịch nào cả. Touchpad thì có cảm giác di trung bình thôi, chuột trái và phải được bố trí cả trên và dưới, phù hợp với mọi nhu cầu và mọi tư thế làm việc của mọi người. Cấu hình thì được trang bị cũng rất là chuyên dụng với CPU hiệu năng cao Intel K71850H, card đồ họa Quadro P620, 16GB RAM, 256GB SSD. Và khi nhìn vào chi tiết bên trong hệ thống tản nhiệt, bao gồm sẽ có một quạt, hai ống đồng được sơn đen cách nhiệt này, tản nhiệt cho cả CPU lẫn GPU. Theo đánh giá cá nhân, so với các mẫu laptop chuyên dụng thì hệ thống tản nhiệt này có thể đáp ứng cực kỳ tốt trong thời gian dài sử dụng như là render hoặc là làm việc trong môi trường hơi nóng một chút. RAM thì sẽ được trang bị sẵn là 16GB DDR4, các bạn sẽ có thêm một khe RAM để có thể nâng cấp lên tùy theo nhu cầu sử dụng, và nửa không gian còn lại thì chứa viên pin siêu lớn 4 cell. Và khi sử dụng với nhu cầu cơ bản văn phòng thì thời lượng pin đáp ứng cực kỳ tốt. Còn nếu như sử dụng đối với những tác vụ nặng thì nên sử dụng sạc để đảm bảo hiệu năng được phát huy một cách tối đa. Nhìn chung thì khi đã trải nghiệm tới đây, khi đặt lên bàn cân so sánh với phiên bản tiền nhiệm là Precision 3550 thì đã có sự cải tiến đáng kể mà mức giá lại không chênh lệch quá là nhiều. Các bạn sẽ có một mẫu CPU mạnh hơn rất là nhiều này, các đồ họa nhanh hơn trong tùy tác vụ, màn hình có chất lượng hiển thị xuất sắc hơn. Nhìn chung sau khi trải nghiệm thì mình thấy mẫu laptop này đều có sự cải tiến tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Đối với những dòng laptop chuyên dụng như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ phải đắn đo về cổng kết nối. Khi Dell trang bị lên tới 3 cổng USB Type-A, một cổng Thunderbolt, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, một khe thẻ SD và một jack audio combo. Và đặc biệt là có khe SIM để sử dụng và kết nối mạng khi các bạn đi ra ngoài phòng trường hợp là không có wifi. Và tổng kết lại thì ai sẽ là người mua mẫu laptop này? Theo mình thì dĩ nhiên sẽ là những người cần những mẫu laptop bền bỉ, thuần làm việc, hoặc bạn chỉ là một người dùng bình thường muốn có những trải nghiệm với những mẫu laptop chuyên dụng như thế này. Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.